Cách bảo vệ mắt trước ánh sáng xanh của điện thoại. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng mỏi mắt, giảm thị lực gây nguy hiểm tới sức khỏe của người sử dụng. Những kiến thức cơ bản dưới đây sẽ hướng dẫn các thành viên trong gia đình thực hiện được cách phòng tránh, giữ cho đôi mắt sáng khỏe một cách tốt nhất, cùng mẹo vặt cuộc sống xem qua nhé. Số 1, điều chỉnh độ sáng màn hình. Đôi mắt sẽ nhanh chóng giảm thị lực khi phải thường xuyên nhìn vào màn hình điện thoại quá sáng hoặc quá tối. Trong trường hợp màn hình quá sáng, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại sẽ kích thích mắt gây tổn thương trực tiếp khiến mắt nhanh chóng bị nhức và có cảm giác khó chịu. Ngoài ra, đôi mắt cũng phải căng tối đa để tiếp nhận cho não bộ thông tin phải nhìn nhận gây mỏi mệt. Do đó, khi dùng điện thoại nên điều chỉnh độ sáng màn hình xuống ở mức vừa phải và tránh sử dụng trong thời gian quá lâu. Số 2, giữ điện thoại ở xa Giống như cách đọc sách, khoảng cách lý tưởng để sử dụng điện thoại là 30 cm. Nếu sử dụng gần hơn sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của đôi mắt khi ánh sáng xanh tiếp xúc với đôi mắt thường xuyên và liên tục. Điều này gây hại cho mắt về sau này. Do vậy, nhiều chuyên gia sức khỏe khuyên người dùng nên giữ điện thoại cách xa tầm mắt ít nhất 30 cm hoặc lý tưởng hơn là 50 cm. Số 3, chớp mắt Chớp mắt là một phương pháp nhanh và đơn giản, nhưng mang lại hiệu quả nhằm giảm thiểu nguy hại từ ánh sáng xanh sau một thời gian dài sử dụng điện thoại. Chớp mắt nhiều và thường xuyên sẽ giúp tăng độ ẩm, giảm kích ứng mắt, tránh tình trạng khô mắt, đỏ mắt hay mờ mắt. Nên lưu ý, cứ sau khoảng 30 phút sử dụng điện thoại nên cho đôi mắt của bạn được nghỉ ngơi trong vòng 20 giây. Đồng thời có thể hướng tầm mắt ra xa hoặc nhìn sang một đồ vật cách đó khoảng 6 đến 10 mét. Cách làm này sẽ giúp đôi mắt của bạn được thư giãn và tỉnh táo hơn. Số 4. Tắt điện thoại trước khi ngủ. Luồng ánh sáng xanh có thể làm ảnh hưởng tới giấc ngủ bằng cách ngăn chặn việc sản xuất hóc môn melatonin. Trong khi đó, melatonin lại đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Vì vậy, trước khi đi ngủ, hãy tắt wifi và giảm độ sáng màn hình xuống mức tối nhất để không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn. Trên đây là 4 cách giúp bảo vệ mắt trước ánh sáng xanh của điện thoại. Hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ